Giám sát các điểm có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh như trường học, cơ sở giáo dục là một trong các hoạt động trọng tâm của chiến dịch phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết. Phòng bệnh đối với trẻ nhỏ phải bắt đầu từ việc dạy trẻ cách rửa tay, tạo thói quen giữ vệ sinh hàng ngày. Là các cô cũng có hướng dẫn các bé là rửa tay vào trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi đụng vào những cái đồ chơi mà dơ hoặc là bẩn. Ngoài ra thì cô còn trao đổi trực tiếp với phụ huynh để hướng dẫn cho phụ huynh cái cách mà rửa tay cho các bé theo đúng 6 bước. Hôm nay thì cũng có mấy anh chị tới tuyên truyền. Dạ, con bé thì ở nhà thì vẫn lau nền thường xuyên, rồi cho bé tắm rửa trước khi đi ăn hoặc là đi vệ sinh. Dạ, con ở ngoài thì vẫn quét rác hoặc là không có để những cái gọi là chứa nước á, vì tại vì ở đây mũi cũng nhiều. Sốt, nổi ban ở vùng tay, chân, miệng là những triệu chứng điển hình mà các bé này mắc phải khi nhập viện. Hầu hết các trẻ này đều bị mắc tay chân miệng do lây nhiễm từ các trẻ khác. Sốt cao trên 39 độ. Thì em cho cháu đi khám, thì bác sĩ bảo cháu bị chân tay miệng. Thì mấy đầu thì nó nhẹ, nó chỉ có mấy lốt, nó như là cái rôm đấy. Bác sĩ cho thuốc về thì uống, thì cái hôm ấy thì cắt sốt, không sốt nữa, nhưng mà sau hai hôm sau thì nó lại mẩn lên nhiều, nó mọng nước. Từ đầu năm đến nay tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận gần 650 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có nhiều ca biến chứng nặng. Thời điểm này thì các cháu bé nằm tại khoa thì chủ yếu là gọi là ở mức độ là độ bệnh là ở độ 2A hoặc 2B. Tức là các cháu có biểu hiện chủ yếu là sốt cao, một số bé thì cũng có biến chứng viêm phổi bội nhiễm một chút. Bệnh tay chân miệng do virus gây ra lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Trước tình hình trên, nhiều trường học, trường mẫu giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Phương pháp thực hiện 3 sạch, ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và đồ chơi sạch được nhiều trường tích cực thực hiện. Bên cạnh đó, nhân viên y tế trường học cũng cần thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, giám sát khi xảy ra dịch bệnh theo quy định. Mỗi tháng nhà trường đã thường là tổng vệ sinh bằng cloramin B một lần rồi. Còn hàng ngày thì các cô đã tổng vệ sinh ở lớp này, rồi đầu tuần nhà trường đã tổng vệ sinh toàn trường. Mỗi tháng ta sẽ dùng cloramin B tẩy một lần. Còn vệ sinh bằng các dung dịch thông thường thì tuần nào nhà trường cũng tổng vệ sinh toàn trường bằng dung dịch thông thường. Biện pháp đầu tiên là nhà trường tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về cách phòng chống tay chân miệng qua các hình thức như loa phát thanh của nhà trường vào các giờ đón trả trẻ vào buổi sáng và qua các bảng tin của nhà trường cũng như bảng tin tại các lớp và đặc biệt là qua buổi họp phụ huynh của nhà trường về cách phòng chống tay chân miệng. Và việc thứ hai là đối với những trường hợp mà có dịch bệnh tay chân miệng, công tác nhân viên y tế đã xử lý kịp thời ban đầu là kiểm tra tình hình dịch bệnh của trẻ và trao đổi trực tiếp với phụ huynh để có biện pháp phòng chống tay chân miệng, sau đó là báo cáo kịp thời tới trạm y tế phường. Các chuyên gia cũng khuyến cáo tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chưa có vaccine dự phòng. Việc phòng bệnh chủ yếu thông qua việc ý thức giữ gìn vệ sinh của trẻ và của người chăm sóc trẻ, như rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn hàng tuần vật dụng đồ chơi của trẻ.